Chào anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube Thành Nhân Tip. Hôm nay bên em giới thiệu đến chị một chiếc máy sách sinh tố. Chiếc máy này của hãng Mixer Fukai nhé. Con này là hàng Nhật Bản nội địa, điểm 100V. Con máy này về thì gần như máy mới nhé. Cối thủy tinh, dung tích là 750ml. Đấy, chị nhìn cái dây điện của nó này, mới cứng luôn. Con này gần như chưa sử dụng luôn chị nhé, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì có chế độ nhấp nhả này, có chế độ chạy tự động đứng im này, có chế độ tắt này. Đó. Model của nó là FIM701. Rất đẹp nhá. Con này thì nó thiết kế nó giả đá nhá. Đây này, những cái này, nhựa giả đá nhá, màu rất là giống đá. Mới đầu em cứ tưởng là nó bằng đá luôn đấy. Đấy, nhựa giả đá cực kỳ đẹp, như máy mới nhá, quá đẹp luôn. Đó, Joy Mixer nhá. Đây, nhìn này, phần bên trong động cơ máy móc của nó không có một tí bụi nào nhá, gần như chưa dùng này. Từ cái đế cao su thì nó gần như mới nhá. Con này thông số kỹ thuật nó ở vị trí này. Đó, đây cái tem model thôi, số seri. Còn cái này thì anh chị nhìn thấy nó in chìm này, đó. Điện 100V nhá, công suất là 200W này. Đó, điện 100V công suất 200W. Hàng chuẩn nội địa Nhật nhá. Còn đây là một số cái chữ lưu ý gì đó mình không biết, nó rất là mờ, mấy em cũng không có rõ tiếng Nhật đây này. Rất nhiều chữ lằng nhằng ở đây nhá. Toàn tiếng Nhật không? Đó, điện 100V này, công suất 200W này, nhìn vị trí này nhá. Đấy, như máy mới nhá, gần như máy mới luôn, giả đá cực kỳ đẹp. Đấy. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, dây điện gì này. Mới keng luôn. Bây giờ cắm điện vào em thử nhá. Cái này thì anh chị cứ gọt hoa quả anh chị bỏ vào, sau đó thì mình cho thêm ít đá và mình xay thôi. Đá thì anh chị đừng có để đá to quá nhé, thì nó nhanh hư lưỡi dao, nhanh bị cùn, bị mòn lưỡi dao á. Đá thì mình cũng để bên đá nhỏ, đá bi ấy, hoặc là thì nếu mà đá to thì chị phải đập ra cho nó nhỏ nhỏ một tí, chứ đừng để nguyên cục đá to đùng cho vào là nó mấy mà nó hư cái con dao này. Đó. Nó bị cồn, hoặc là đá to quá nó bị kẹt nhé. Chứ không phải anh chị cứ lém đá vào nó phay được đâu ạ. Nếu mà cái đá bi mà đá hay họ hay cho vào ly cà phê đá nhỏ thì nó phay thoải mái luôn nhá. Còn đá cục có to là thua đấy. Rồi, anh chị nhìn nhá, cối thủy tinh nhá. À, cho anh chị xem cối thủy tinh luôn. Lộn đây. Nó có một cái lắp của nó bên trên này, cũng giả đá luôn nhá. Đấy, nhựa giả đá. Thủy tinh rất dày, chị nhìn cái ngón tay em so với cái thành này. Đấy. Cối thủy tinh nhá. Lưỡi còn sáng bóng luôn. Nói chung đẹp như mới nha. Phần này cũng nhựa giả đá này. Ông ánh cực kỳ đẹp. Quá mới luôn. Anh chị phải để đúng cái chiều này nhá. Này anh chị để cái chiều khác là nó không có vào này. Đó, thì em không bị kênh thì nó không có vào nhá. Đó, mình phải để đúng cái chiều này. Tức là vừa cái tay cầm mình như này thì cái đường vặn ở đây đó. Lưu ý cho mình đó là mình cách để như này, cái phần thông số số lít này là nó sẽ gần như là nó hơi thẳng thẳng với cả cái phần núm xoáy này là đúng nhá. Còn chỉ cần để các chiều khác là nó không có vào. À, để chiều này cũng vào luôn này. À, tức là có hai chiều vào nhá, chiều này thì không vào này. À, chiều này cũng vào này. À, nó lọt đúng cái lỗ nó là được anh chị ạ. Ok, lọt đúng cái lỗ là được nhá. Đó. Rồi, ok, học để như này cũng được này. Rồi, tóm lại thì cái xoay một xíu là nó sẽ vào đúng cái lỗ nhá. Đó. Xay sinh tố thì chị lưu giúp em khi mình cho đồ vào này, cho hoa quả, cho ít đá nhỏ nhỏ vào này, sau đó thì mình lấy một ít nước, phải cho ít nước vào nhá. Thì khi mà nó xay những cái đồ ra thì nó sẽ cái nước nó sẽ là chảy xuống dưới, tiếp tục nó xay tiếp. Còn nếu chị không cho nước ấy, thì nó sẽ bắn tung tóe, nó dính hết lên thành, nó không có nước, nó không đẩy được cái đồ ăn, cái hoa quả trái cây nó xuống nữa thì nó không xay nữa nhé.
Nhiều khi anh chị về xay là nó hay bị tình trạng như vậy thì mình phải cho một tí nước vào nhá, ít nước thôi là nó sẽ có nước nó sẽ chảy xuống bắt đầu nó xay tiếp nhá, thì nó mới đúng nhá. Rồi bây giờ cắm điện bạn thử nhớ điện 100V giúp em nhé. Điện 100V con này công suất nó chỉ có 200 mấy watt thôi. À, có 200W thôi thì anh chị mua cục mà đổi nguồn 500W nhé. Là quá ok luôn. Đây nút tắt này, để thẳng này nút tắt nhé. Còn đây là mở này. Tắt này. Và bạn sang bên trái này là cái nút nhấp nhả, tức là anh chị phải giữ này. Tức là anh chị bỏ ra là ví dụ mình muốn xay thêm một tí ấy, thì anh chị ví dụ anh chị muốn xay thêm khoảng vài giây thôi thì mình có thể mình nhấn cái này mình giữ nhá, mình khi mình bỏ tay ra là tự nó sẽ trả về nút tắt. Đấy, còn bên này là tự động chạy luôn. Nếu anh chị muốn nhấp nhả là mình rồi ok chưa, máy chạy mọi thứ rất là ok, ngon lành luôn. Công suất 200W. Cứ cho đá bình thường và nó chạy hết nhá. Đá bi, đá uống cà phê ấy là ok. Xay các loại trái cây luôn, ổi, táo các kiểu luôn nhá. Cối thủy tinh sạch sẽ, dễ vệ sinh. Rồi anh chị đã mua con này em bán chị giá là 1.300.000 đồng nhá. Bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Hàng được bảo hành anh chị trong vòng 3 tháng. Đó, anh chị yên tâm sử dụng nhá. Quá đẹp cho một con máy của hãng Mixer này. Rồi anh chị đã quan tâm liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị video sau. Anh chị đừng quên nhấn like và chia sẻ video ủng hộ kênh giúp em. Và nếu anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Quá đẹp luôn nhé.